Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022. Xin mời Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Quý vị thân mến, Unimedia được thành lập dựa trên thành công và nền tảng của Unicorp. Và Unimedia được thành lập từ năm 2019 và tập trung vào lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, sản xuất nội dung truyền hình thực tế và chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo các người đẹp, người nổi tiếng. Và thưa quý vị, với thế mạnh của mình, Unimedia đã sản xuất thành công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chương trình Việt Nam Why Not và những chương trình truyền hình thực tế khác. Thưa quý vị, và ngày hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một cái bắt tay, một sự hợp tác mang tính đột phá và sẽ mở ra thêm những dấu ấn mới. Và thưa quý vị, đơn vị sẽ hợp tác ký kết với Unimedia ngay bây giờ cũng là một đơn vị rất uy tín và tên tuổi trên thị trường trong việc quản lý và đào tạo các người đẹp, sở hữu các bản quyền của cuộc thi sắc đẹp. Thưa quý vị, và không ai khác, xin được giới thiệu Leading Media. Thưa quý vị, Leading Media là đơn vị nổi tiếng nắm giữ bản quyền các cuộc thi lớn trên thế giới như là Miss Supranational Việt Nam, Miss Earth Việt Nam và 4 trên 5 cuộc thi Nam Vương lớn trên thế giới. Thưa quý vị, với kinh nghiệm đào tạo và cử nhiều đại diện Việt Nam đến các cuộc thi quốc tế, Leading Media đã rất thành công khi giúp nhiều người đẹp ghi dấu ấn và những thành tích tốt tại đấu trường nhan sắc quốc tế tên tuổi như là Miss Earth Phương Khánh, Miss Club Đỗ Trần Khánh Ngân và Mr. International Trịnh Bảo. Và thưa quý vị, đây chính là một cú bắt tay quan trọng đã tạo nên bước ngoặt cho Unimedia và Leading Media. Xin được chúc mừng. Và trong khoảnh khắc đặc biệt này, chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Unimedia, cùng với chuyên gia đào tạo ông Phúc. Và CEO của Leading Media. Ngay lúc này thì ông có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình. Và Thanh Huyền tò mò không biết rằng đây có phải là lần đầu tiên mà Leading Media hợp tác cùng với Unimedia, có phải không ạ? Trước tiên thì Phúc Nguyễn xin chào MC xinh đẹp đang đứng trên sân khấu và CEO của Unimedia và tất cả các vị quan khách có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Thì nói về cảm xúc của Phúc Nguyễn thì đứng trên đây với một cái niềm vinh hạnh và rất cảm ơn Unimedia đã hợp tác cùng với Leading Media. Đây là một cái cột mốc rất là quan trọng, không phải quan trọng cho Leading Media hay là Unimedia mà quan trọng cho sắc đẹp của Việt Nam. Bởi vì Phúc Nguyễn nghĩ rằng một mình Unimedia đã rất là hoành tráng và vang dội trên đấu trường quốc tế. Nếu như có thêm một chút kinh nghiệm về đào tạo của Phúc Nguyễn nữa thì trong tương lai sẽ mở ra thêm nhiều niềm tự hào dành cho Việt Nam. Phúc Nguyễn hy vọng là như thế. Xin được trân trọng cảm ơn.
Và Thanh Thanh Huyền cũng có câu hỏi đến với ông Bảo Hoàng. Ông có thể bật mí một chút về kết quả của lần hợp tác này. Những dự án đầu tiên sẽ là gì? Xin chào tất cả mọi người. Và như tất cả chúng ta đều biết thì Unibia là đơn vị nắm bản quyền của cuộc thi Miss Universe và tại Việt Nam, và Leading Media là đơn vị nắm bản quyền của Miss Earth, Miss Supranational và 4 trên 5 cuộc thi Mister lớn. Và tôi tin là cái bắt tay này cũng sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái kết quả, rất là nhiều những cái dự án chung mà chúng tôi sẽ từ từ bật mí trong những thời gian tới. Tuy nhiên là trong khuôn khổ sự kiện này thì tôi cũng xin phép bật mí dự án đầu tiên ngay sau đây. Và mời mọi người hướng mắt lên màn hình ạ. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Việt Nam. Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, chiến binh mạnh mẽ tại Miss Universe lần thứ 70 tại Israel, đã chính thức viết nên lịch sử cho nhan sắc Việt với vị trí top 16 chung cuộc. Việt Nam. Nối dài thành tích in top 4 lần liên tiếp của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss Universe. Để đạt được thành tích đáng tự hào này, Á hậu Kim Duyên đã nỗ lực không ngừng thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân từng ngày. Nó sẽ mo nghiêng về kiểu about myself, có nghĩa là Actually, I also want to tell you that my life changed a lot because I have a right education. I do believe in the education. Show them what it takes to be Miss Universe. Show them what it takes. Show them what it takes. Nhưng sau khi đạt được thành tích top 16 chung cuộc của Miss Universe lần thứ 70, có lẽ fan hâm mộ nói chung và Kim Duyên nói riêng vẫn nhiều phần tiếc nuối. Fan sắc đẹp khắp nơi vẫn tiếp tục kỳ vọng Kim Duyên sẽ đại diện Việt Nam một lần nữa tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Và bây giờ chính là thời khắc quan trọng. Á hậu Kim Duyên sẽ chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu siêu quốc gia 2022, Miss Supranational 2022. Từ đây, ngọn lửa khí thế của fan hâm mộ Việt sẽ tiếp tục tiếp thêm năng lượng cho Kim Duyên chinh phục những đỉnh cao mới với niềm tự hào dân tộc tại Miss Supranational 2022. Xin được trân trọng mời lên sân khấu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022. Xin mời Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022 sẽ lên sân khấu để nhận sát hoa và thư mời từ cuộc thi. Thưa quý vị, và ngay trong khoảnh khắc này chúng tôi cũng sẽ được mời một nhân vật đặc biệt, đó chính là Hoa hậu Ngọc Châu top 10 Miss Supranational 2019. Sẽ lên sân khấu để cùng thực hiện nghi thức này. Và xin được trân trọng kính mời ông Phúc Huyền, founder CEO của Leading Media, cùng với ông Trần Việt Bảo Hoàng, Unimedia sẽ trao thư mời đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022. Thưa quý vị, thực sự là Thanh Huyền cũng rất hạnh phúc có thể chào đón Kim Duyên đến với Miss Supranational 2022. Bởi vì Huyền cũng theo dõi hành trình của Kim Duyên tại cuộc thi Miss Universe. Và Huyền tin là có rất là nhiều bạn fan đang ở đây được cổ vũ cho Kim Duyên, có phải không ạ? Và xin quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật to, thật dài, thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022. Xin được chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại vị trí ghế ngồi của mình và xin được mời Kim Duyên sẽ cùng nắng lại sân khấu trong ít phút. Ngay lúc này thì Kim Duyên có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi đón nhận tin vui ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các vị khách quý, tất cả các anh chị đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Lời chào thân thương và nhiều tình cảm nhất.
Thật sự đối với em được đứng ở đây ngày hôm nay, em không có gì ngoài hai từ biết ơn. Thật sự em rất là biết ơn vì đã cho em cái cơ hội này để có thể đại diện Việt Nam một lần nữa ở đấu trường quốc tế. Và thật sự là em sẽ làm hết sức mình, cố gắng 100%, 1000% để mang hai tiếng Việt Nam tự hào vang cao và vang xa hơn nữa. Và sẽ được gọi tên thật nhiều lần trong cái đấu trường Miss Superregional sắp tới. Em cảm ơn anh Phúc Nguyễn, cảm ơn Leading Media đã tạo điều kiện cho em để em có được cái cơ hội này. Và cảm ơn anh Trần Việt Bảo Hoàng, Company Unimedia, Unicup, tất cả các anh chị, ekip của Unimedia, Unicup đã luôn yêu thương và đồng hành cùng em để em có được cái cơ hội này ngày hôm nay. Các anh chị là ngôi nhà thứ hai của em. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ, và để có được một kim duyên như thế này, một kim duyên bản lĩnh thì thật ra không thể nào nói một lời cảm ơn đến tất cả các anh chị báo chí, vì có các anh chị, tất cả các anh chị báo chí mới có được một kim duyên như thế này, một kim duyên được nhiều người yêu thương hơn nữa. Và cũng cảm ơn những tất cả các anh chị nhà thiết kế đã luôn đồng hành bảo vệ, yêu thương em và bên cạnh em để em có được những cái bộ trang phục đẹp nhất để đại diện cho Việt Nam. Và một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người, những người yêu thương, những fan của Kim Duyên, những người yêu thương và cả những người chưa yêu thương Kim Duyên. Nhưng tất cả mọi người đã tạo nên một Kim Duyên bản lĩnh, một Kim Duyên kiên cường, một Kim Duyên đầy sự tự hào của Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lần nữa, một tràng vỗ tay nữa cho cô gái của chúng ta. Tại Huyền biết là Kim Duyên đang rất là xúc động. Xin được chúc mừng cho Kim Duyên rất là nhiều và hy vọng là Kim Duyên sẽ có một hành trình thật là tuyệt vời phía trước. Một lần nữa xin được chúc mừng và xin được cảm ơn. Thank you. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều và mời Kim Duyên sẽ cùng quay trở lại vị trí ghế ngồi của mình.